ớt với cơm. Rồi, bye bye chú nha. Kính thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, bữa nay Trọng làm một cái video rất là đặc biệt, thưa quý vị. Thì từ trên Củ Chi gần Tây Ninh, Trọng cũng đã xuống, hiện tại Trọng đang có mặt ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Và cái tuyến đường của Trọng đi hôm nay sẽ bắt nguồn từ Cách Mạng tháng 8, đi qua đường Phan Lu của quận Bình Thạnh. Với nghe là hôm nay Trọng có mua 50 suất cơm quý vị. Trọng có mua 50 suất cơm gà. Với đây là một cái ly nước và đường. Này cam hả anh? Ờ đây là nước cam. Đây là 50 hộp cơm gà với 50 cái ly nước cam này. Thì Trọng sẽ đi ra ngoài đường để phát cho những cái người mà một là ưu tiên mấy người vô gia cư, hai là những cái người mà già và trẻ em bán vé số hoặc là làm những cái nghề mà ở ngoài đường, để hỗ trợ cho họ một bữa cơm chiều để cho nó đỡ trong cái mùa dịch này. Và hôm nay đi đồng hành với Trọng thì còn có là anh Duy, rồi vợ chồng của anh Trương Đông. Mọi người có biết anh Trương Đông là con trai của cố ca sĩ Giang Tử, từng hát bên ASEAN đó quý vị. Chắc cho mọi người ở bên nước ngoài cũng như trong nước thì chắc ai cũng biết rồi. Thì hôm nay mấy anh em cùng đi để phát cơm cho mọi người ăn. Cũng hy vọng là với một cái bữa cơm đơn sơ một mặt như thế này thì cũng là giúp cho những cái người lang thang, những cái người có thu nhập thấp ở ngoài đường được một cái bữa ăn ngon. Trọng thì không có kinh phí để trao một lần nhiều, nhưng mà trao nhiều cũng không có cách nào để trao luôn. Nên là như hôm nay là lần đầu tiên Trọng đi thì chỉ là 50 thôi, 50 suất. Và bây giờ Trọng xin mời quý vị khán giả cùng theo chân Trọng để mình đi trao cơm cho bà con nha quý vị. Mình cũng phải đánh nhanh rút gọn. Trọng biết có một số tuyến đường là có rất là nhiều người ngồi đó để đợi cơm phát từ thiện, nên là mình cứ chạy, Trọng cứ chạy thẳng qua bên đó là có. Đây hai ông anh Trọng đó, anh với chị Trọng cũng hỗ trợ cho Trọng từ sáng giờ là đi đặt cơm, đặt cơm rồi đặt nước ngọt, nước cam, cơm với nước cam. Rồi anh cũng chở theo hai chồng, cũng không có ngại dịch bệnh này mà chạy theo Trọng đi cho nó vui đấy. Lấy cơm ăn này chú, lấy cho đỡ tốn tiền, đỡ tốn kém nha. Yeah, tặng chú một cái ly nước ngọt, ly nước cam nha, đi cơm gà. Rồi có cơm thì lấy thôi, thêm bịch nước nha thôi. Rồi chú ấy được phát cơm rồi quý vị. Thì Trọng tặng chú một cái ly nước cam, tại vì cái người cho cơm trước là chắc chắn là không có cho nước cam. Trọng cho chú ly nước cam uống. Hé mặt ra coi cái coi. Ăn cơm chưa nè. Rồi đây nước cam. Rồi. Nó được. Dạ. Nước. Ê, mình dân cái ống hút ra rồi. Đây, cái ống hút, Rồi. Trước kia là người ta uống nước đầu tiên á. Này. Trước kia là người ta uống nước rồi. Đúng rồi. Người ta khát. Ai không khát nước? Mình đấy. Mấy người mình nói xin những gấp quá trời kìa. Quay lại đi. Phải cho cái cua này trước nè. Cua này đấy, cua ấy mà. Ôi, cơm. Cơm. Đây, nước đây, nước cam nè. Rồi. Cơm chưa? Dạ chưa. Chưa ăn cơm thì lấy cơm đi, cơm với nước. Dạ.
Rồi cho con lên nước nè. Con ăn cơm chưa? Nãy giờ nãy chị làm cơm. Có nước không anh chị? Cảm ơn anh. Nãy giờ đi kiếm cơm hả? Ra nước thì bán cái số rồi đó. Dạ. Tại nó cái số này có số rồi. Rồi đây. Cái kia đây cho chị phần nữa. Hai chồng đi bán cái số này. Đây. Ủa anh chụp cái gì nước? Có đây, có đó nước rồi đó. Coi bé kìa, tại em còn con là. Rồi, cảm ơn. Rồi, rồi. Hai người ba người uống hai ly giùm cái nha. Rồi, rồi. Lại chỗ cái chú đó cái nữa rồi mình đi tiếp bên bên này. Hai chồng nó đi bán vé số. Mà chạy xe đi. Có xe đi bán vé số mà chạy đi kiếm cơm. Dạ, dạ. Ăn cơm nha. Cho gọi anh đâu quay lại đây. Đây à. Rồi bây giờ còn có lo nước hả? Thôi anh nhường cho cơ bà hả bà anh. Em chạy bên kia kiếm cơm thôi. Rồi. Anh đi dành lo bên kia đi. Mình đi hướng ra quận kia. Hết nước rồi đúng không? Một đoạn còn hết trơn à. Cơm đi bà ơi. Ô, vợ chồng anh ta cũng trương đông đấy mọi người. Hai anh rất là hai chồng nhiệt tình từ sáng giờ tại ở dưới phải đặt hàng. Và xin thêm cho một người nào đó nữa. Sáng giờ nhờ hai chồng anh ở dưới này đặt cơm, đặt nước. Cơm với nước nước cam 50 ly nước cam dắt đâu phải mau đâu. Ăn cơm bà ơi. Qua tới đây tới đây tới đây. Trời ơi, đang không có đồng bạc cho mày, giống hơi mua vé số giúp cho chú cô này rồi. Nãy đi không có đồng bạc nào cho người chân á. Nãy còn nhiêu đổ xăng rồi. Rồi đủ chưa hả? À? Một người một ly nước, một người một phần cơm hả? À? Rồi, đi nước rồi. Đây, đây, đây. Đây à? Chỉ là bên đường còn ngồi chắc là đây. Bên bên bệnh đó hả? Dạ. Rồi cho thêm một nữa. Khu này đông lắm. Rồi cẩn thận nha. Rồi nó đây cho chừng ấy luôn á. Có bà già đâu? Có bà già. Rồi rồi chưa chưa hai bà già đó nha. Ừ. Này vẫn còn tập trung không? Mọi người đi toàn ngày làm ve chai với bán vé số thôi. Thì cũng có những người chạy xe ôm bảo vệ cho hết. Cứ người ta có nhu cầu là mình giúp đỡ. Không có phân biệt là gì hết á. Đây chú có cơm đúng không? Có nước thôi đúng không? Dạ dạ. À có rồi cơm này.
cái số cái chừng cẩn thận nha bà ơi. Trời ơi, cắt lại gì? Dạ, trời, cắt lại gì? Trời ơi. Còn mấy hộp đó anh? Để mà gọi lại nữa. Tại nó. Bây giờ chạy thẳng lại đây, khúc này kia đi, khúc này là để rồi. Bỏ đi. Dạ, dạ. Trời nhiều lắm. Đường này giữ trời lắm. Em ơi, nhìn cái đường này. Nhìn đường mình cũng nhìn đường người ta. Chết rồi. Đường của gia đình đó mà. Kính thưa quý vị khán giả, như thế là chỉ 50 hộp cơm á, mau quá. Cái đoạn đường trọng rất là tiếc khi mà không có đi hết được đoạn đường, mới có 2/3 đoạn đường thôi mà quá trời luôn. Tại vì bây giờ người ta ra ngoài đường, người ta ngồi đợi xin cơm quá trời nhiều luôn, nên là 50 hộp cơm nó chưa thấm thiếu vào đâu hết trơn á. Thì hôm nay thì trọng cũng chỉ có là đường này quá nhiều anh ơi. Đó, đường cái đường này rất là nhiều luôn quý vị thấy không, mà mình chỉ có đủ cái duyên là 50 hộp. Thì hôm nay coi như là biết người ta tập trung khu này. Đấy, hai vợ chồng anh thi theo chồng là nãy giờ khu này tập trung nhiều quá, 50 không hả anh? Xa xa mọi người thấy xa xa trong đó không, cũng có người đang ngồi nhiều lắm. Rất là tiếc khi mà 50 nó không có đi hết đoạn đường này, nó 2/3 là mình tới cái khu mà đông người là hết cơm rồi. Và bây giờ thì trọng xin được phép ao video ở đây, xin chúc cho tất cả quý vị khán giả có thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống và có thật là nhiều sức khỏe trong cái thời điểm mà dịch bệnh đang bùng phát như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.